Xin kính chào quý vị. Quý vị đang chuẩn bị làm nhà, quý vị cần tham khảo mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật 4 phòng ngủ với diện tích 2 sàn khoảng 210 m², kích thước mặt tiền là 12 m, chiều sâu 9 m, chi phí khoảng 1,3 tỷ đồng thì đây chính là mẫu nhà đẹp để quý vị có thể tham khảo. Với lối thiết kế hiện đại, kiến trúc mang tính đối xứng, cân bằng, tạo lên một vẻ bề ngoài khỏe khoắn, vững chãi. Phần mi mái được tô điểm bằng những gam màu nổi bật cùng phần chân tường, phần chân cột được ốp gạch vân đá đen, tạo lên hiệu ứng sang trọng. Với màu sơn ngoại thất nổi bật, bền đẹp trường tồn với thời gian, hiệu ứng bắt sáng tốt thì chỉ có thể là gam màu trắng. Và đó cũng là những màu sơn đặc trưng của những mẫu biệt thự dù là tân cổ hay hiện đại cũng rất phù hợp với màu sơn này. Ngôi nhà này được chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên đã đến tư vấn và thiết kế cho bác Thảo ở khu vực Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Xin được cảm ơn gia đình bác đã luôn tin tưởng kênh Nhà Đẹp. Xin chúc gia đình mình an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta đến với phần công năng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này, chúng ta sẽ có kích thước mặt tiền là 12 m và chiều sâu của ngôi nhà sẽ có kích thước là 9 m. Xin mời quý vị chúng ta hãy đến với khối phòng đầu tiên, đó chính là khối phòng khách với diện tích là 17,2 m². Và chính giữa sẽ là khu vực phòng thờ với diện tích là 7,5 m². Và ngay cạnh đó sẽ là khu vực phòng bếp với diện tích là 21 m². Về phía bên sườn chúng ta sẽ mở thêm lối cửa để đi ra khu vực bên ngoài. Và về phía đằng sau sẽ là vệ sinh chung cùng với lối cửa để chúng ta đi ra bên ngoài khu vực sân phơi, sân ướt hoặc nhà kho tùy vào mục đích sử dụng của bác chủ nhà. Tiếp theo sẽ là phòng ngủ số 1 với diện tích là 15,2 m². Và đó là công năng của khu vực tầng 1. Xin mời quý vị chúng ta hãy đến với tầng 2. Đầu tiên sẽ là phòng sinh hoạt chung với diện tích là 22 m². Với phòng ngủ số 2, chúng ta sẽ có diện tích là 15,6 m², không tính vệ sinh khép kín. Và ngay cạnh phòng ngủ số 2 thì sẽ là vệ sinh chung của khu vực tầng 2. Đối diện với phòng số 2 là phòng số 3 với diện tích là 15,2 m². Phòng số 4 sẽ có diện tích là 17,2 m². Và đó là toàn bộ công năng của khu vực tầng 2. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng lại xem hết video này. Quý vị cảm thấy video này hay, hữu ích, xin hãy cho kênh một nút thích, một nút chia sẻ video để mọi người có mẫu nhà đẹp tham khảo miễn phí. Cần tư vấn phong thủy và thiết kế, xin hãy liên hệ tới số điện thoại trên màn hình. Xin chúc quý vị luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.